Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó với đợt mưa lũ lớn, sạt lở đất đá, lũ ống lũ quét có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công điện hỏa tốc gửi các sở ngành địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố không được lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về việc tập trung ứng phó nguy cơ thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong ứng phó với thiên tai, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát, bổ sung lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Rà soát kỹ các khu dân cư, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ mất an toàn, kiên quyết di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.